Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn. Đó là một cái video mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách set up một cái hồ nuôi cá hồng cát. Tại vì có nhiều cách để các bạn nuôi một cái hồ cá hồng cát. Có thể là các bạn nuôi ít, có thể là các bạn nuôi nhiều, và có thể là các bạn nuôi một cái hồ cá cộng đồng có nhiều loại cá ở trong đó. Mỗi cách nuôi sẽ có cái cách set up hồ khác nhau. Có thể là có hồ của bạn ở nhà, có bạn thì có hồ sẵn và có bạn thì chưa có hồ. Mà có hồ sẵn thì có khi là cái hồ nó to quá hoặc là nó nhỏ quá thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một số cái mà mình biết và có sẵn ở nhà mình để mình chia sẻ cho các bạn. Hiện tại thì ở nhà mình có rất là nhiều hồ cá hồng cát, và ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để nuôi và những cái điều kiện cần có nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok các bạn, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua một số dòng cá hồng cát mà mình đang có hiện tại ở nhà ha. Cái hồ này là cái hồ 2,5 m ha. Hồ này cũng khá là lớn. Đây. Cái hồ này thì mình chứa những cái con cá này là con cá hồng cát koi. Đó, các bạn có thể thấy cái màu sắc nó đỏ trắng giống như những con cá koi đó, thì nó là hồng cát koi. Đó là một hồ thứ nhất, hồ này hồ 2,5 m ha. Rồi, hồ này nhỏ hơn. Cái hồ của mình ở đây là cái hồ cá size 13-15. Thì ở đây có một số dòng, ví dụ như đây là những cái con cát koi nè. Rồi con này là con cát tiger nè. Rồi con đỏ đỏ này là con kinh công đỏ ha. Hồ này là hồ những cái con nhỏ nhỏ thì mình để chung với nhau vậy thôi. Rồi, mình quay sơ cái dàn lọc cho các bạn nè. Nó cũng đơn giản, các bạn có thể nuôi giống như kiểu là cá la hán ha. Rồi đây là cát kinh công đỏ. Đó, các bạn có thể thấy không? Một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ về cái cách mà các bạn đánh đèn. Ở đây thì mình cá hồng cát đỏ, mình đánh cái đèn màu tím hồng ha. Rồi kế bên đây là một cái hồ hồng cát vàng. Đây, size này cũng khá là to, size này cũng khoảng 4 ngón, 5 ngón á. Đó. Đó, các bạn có thể dàn ươm không? Thì mình ở đây mình xài cái đèn vàng. Rồi, mình cũng xài cái lọc giống như kiểu như là la hán thôi ha. Rồi hồ này hồ ở trên thì mình cũng để giống như kiểu mấy cái hồ kia. Hồ này là kinh công đỏ ha. Rồi ok, tiếp theo mình ra đây mình có một cái hồ lớn nữa. Đây các bạn, đây là cái hồ kinh công vàng nè. Cát kinh công vàng. Hồ này mình hình để số lượng cũng khá là nhiều. Đó, các bạn có thấy không? Kính hồ luôn. Và tụi nó khá là dạng nha. Mình đã thuần nó được khoảng thời gian rồi cho nên là bây giờ nó khá là dạng. Và đây. Đó, mỗi khi mà cho ăn á, thì nó sẽ bu lại rất là đã. Hồ này là hồ lớn thì mình có để ở đây một con này là con tai tượng châu Phi nè hả. Thì mình cũng thả chung với nó luôn, cũng không có sao hết trơn á. Tụi này có thể chơi cộng đồng. Đây cái bộ lọc của nó đây, Zimax. Rồi xứ lọc. Rồi ở trong kia thì một cái nham thạch hoặc là magic. Rồi ha. Ở đây là kinh cát tiger. Đây có thể là tiger đỏ nè các bạn. Mình còn thêm một cái dòng nữa là cái tiger vàng. Và ở đây luôn. Đây, đây là tiger vàng. Rồi, mình có thêm là cát la hán. Thì cái dòng này là cái dòng hiện tại thì cũng có khá là nhiều người tìm, tại nó khá là hiếm cho các chỗ có ha. Đây số lượng mình cũng có khá là nhiều. Đó, cái màu nó cũng rất đẹp. Thì tụi này cũng có thể là thả cộng đồng, thả chung với những cái con la hán hoặc là cá rồng, hoặc là chung với những cái con cát này ha. Ok, quay trở lại với bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn set up một số cái hồ. Ví dụ như cái hồ lớn á, thì mình sẽ sử dụng cái lọc nó mạnh hơn chút xíu ha. Rồi ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bộ lọc của những cái hồ lớn như thế nào nha. Hồ lớn á, mình sẽ đầu tư cho nó bộ lọc thứ nhất là Zimax nè, rồi nham thạch hoặc là xứ lọc. Rồi cái ngăn kế bên đó thì có thể là tùy theo các bạn để cái gì cũng được. Các bạn có thể là để
Matic hoặc là đây ha. Mình sẽ quay cho các bạn luôn. Đó, xứ lọc. Rồi ngăn cuối thì mình chỉ để cái máy bơm thôi. Và ở dưới này thì cũng có một số cái túi xứ lọc. Mình để bỏ trong những cái túi á, rồi để nữa khi mà vệ sinh thì mình lấy ra mình vệ sinh cho nó dễ. Các bạn có thể thấy là ở dưới những cái hồ của mình đa số là có những cái lá bàn ha. Đây là một cái cách mà chúng ta hay sử dụng để mà giữ màu cho những cái con hồng cát này. Tại vì con cá hồng cát thì khi mà vận chuyển về các bạn có thể là nó sẽ bị tuột màu sau 1-2 tuần. Và có thể là cái nguồn nước nó không có ổn định đó, thì nó cũng có thể là nó bị tuột màu ha. Thì muốn giữ chơi màu cho nó thì mình thường là mình để những cái lá bàn nè. Rồi mỗi lần thay nước á, thì mình sẽ thêm muối ha. Thay nước thì mỗi định kỳ thì khoảng 2-3 ngày thì mình thay khoảng 20-30% ha. Ở bên đây mình có một số cái con này nó bị không phải là nó bị mà nó bị mấy con bị con cá rồng này nó dằn lại cho nên là nó ép gốc hết trơn à. Nhưng mà mấy con này rất là đẹp các bạn. Đây là những cái con hồng thần tài ha. Size nó khá là bự. Cái này có khoảng 5-7 ngón gì rồi. Đó. Và những cái con này nó rất dễ thương. Con này cái mỏ nó không giống như là con mỏ của con hồng cát. Nó chỉ có màu hồng cát thôi. À, đây là những con hồng thần tài. Nó có tên tiếng Anh của nó là Red Mum Mum á. Này là coi Mum Mum rồi. Thế kiểu hình của nó là kiểu hình của coi. À, sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn là những cái con cá hồng cát này nó rất là dễ bị thay đổi màu. À, có thể là khi mà thay đổi cái môi trường, có thể là các bạn mua từ một cái chỗ ở ngoài tiệm nào đó, sau khi về nhà bạn khoảng một thời gian thì có thể là cái nguồn nước về cái pH hoặc là cái nguồn thức ăn nó sẽ bị đổi màu và nó bị tuột màu hoặc là lên màu. À, đối với tuột màu thì đa số là tuột màu, đa số là những hồng cát về nhà mà nó nước nó không ổn định đó, hoặc là pH nó không đúng đó, thì nó sẽ có thể là tuột màu. Thì lúc nãy mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi, khi tuột màu thì chúng ta có thể dặm thêm cái lá bàn để cho nó ổn định cái nguồn nước và giúp cho con cá nó khỏe. Thì khi đó thì con cá nó sẽ lên bộ màu lại đúng như bộ màu của con cá. Cái thứ hai nữa đó là về cái lượng thức ăn, cái cách mà các bạn cho ăn. Đối với những cái con cá màu đỏ thì các bạn có thể là thường thì các bạn về các bạn cho ăn thức ăn của la hán hoặc là những cái loại thức ăn khác. Thì đối với màu đỏ thì nó không sao, tại vì màu đỏ thì trong thức ăn của la hán nó có cái chất mà kích màu đỏ, cái miller gì carophyllin á, carophyllin màu đỏ thì nó sẽ giúp cho con cá hồng cát kinh công đỏ của bạn nó sẽ lên màu đỏ hơn. Còn đối với mà những cái con màu cát màu vàng á thì sau khi nó ăn một thời gian cái lượng thức ăn mà có cái chất kích thích màu đỏ nó sẽ lên màu cam và nó không có giữ được cái bộ màu vàng nữa ha. Một số thì tuột màu, còn một số mà nó ăn cái thức ăn mà có chất kích thích màu đỏ nó sẽ lên màu cam luôn, nó không còn màu đỏ nữa, không còn màu vàng nữa. Thì ở đây á, mình sẽ có một cái loại thức ăn này đây, cái này của Hecari ha. Đa số là mình sử dụng cái thức ăn này, nó sẽ giữ được cái màu đúng của con cá hồng cát của các bạn. Cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn không mua được cái loại thức ăn này á, thì các bạn có thể sử dụng thức ăn tươi sống, đó là cho ăn tép cũng được ha. Tép nhỏ thì các bạn có thể là lặt đầu xong rồi bỏ vô. Còn nếu như mà tép lớn á, thì các bạn phải lột ra rồi cắt nhỏ ra cho cá ăn ha. Đa số là mình cho ăn như vậy nó mới giữ được cái bộ màu và đúng bộ màu của con cá. Mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn đó là một cái vật liệu mới ha. Đây là muối chuyên dụng cho cá cảnh ha. Lúc trước á, thì mình hay sử dụng muối hột, nhưng mà đối với cái hồ lớn á, thì mình sử dụng muối hột cho nó đỡ tốn, còn mình sử dụng cái này á, thì nó sẽ hơi bị sang ha. Những cái loại này á, thì mỗi loại nó có một cái công dụng riêng, nhưng mà đa số á, là nó bổ sung khoáng. Muối này nó bổ sung khoáng cho cá rất là nhiều, rất là tốt ha, giữ cho con cá nó cái nguồn nước của bạn ổn định rồi tốt cho cá nữa. Đây có rất là nhiều màu, đây vàng nè, xanh nè, trắng nè, hồng nè. Thì mỗi loại á, nó có một cái chất riêng. Ví dụ như màu trắng này đa số là khoáng
ha, giống như muối 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 hột của mình. Màu vàng thì nó giúp cho cái màu vàng này giống như kiểu là tăng cái đề kháng hoặc là dưỡng cá ha. Còn cái màu xanh thì mình quên cái công dụng của nó rồi. Màu đỏ này thì có rất là nhiều, nó sẽ hỗ trợ thêm cái vitamin. Còn màu xanh thì mình quên rồi ha. Ok, đây là một số cái loại muối mà mình thường sử dụng đối với những cái hồ nhỏ nha. Một viên này mình có thể sử dụng cho 20 lít nước, tùy theo cái hồ của các bạn. Nếu mà cái hồ của các bạn nó rộng thì các bạn nhân tính cái thể tích của cái hồ của bạn, xong rồi các bạn sử dụng. Dĩ nhiên là những cái muối hồi nãy thì mình sử dụng cho những cái hồ nhỏ nhỏ thôi. Còn hồ lớn mình xài rất là, cái muối đó rất là sang. Tại vì hồ lớn này khoảng một khối nước lận, mình cho nếu mà sử dụng muối đó thì rất là tốn. Những cái hồ lớn này mình thường sử dụng muối hộp thôi. Sau khi thay nước thì mình sử dụng muối hộp ha. Nãy giờ thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn set up cái hồ lớn, cái bộ lọc như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cái bộ lọc cho các bạn xem cái bộ lọc của hồ nhỏ. Hồ này là hồ 1m ha. Đây, hồ 1m. Đây, bộ lọc của mình đây. Smart. Rồi ở trên là đá nham thạch ha. Không phải đá nham thạch mà đây gọi là đá bù mai. Đá này là đá núi lửa, nó có thể hút khá là tốt, nó có rất là nhiều lỗ để nó chứa vi sinh. Rồi xứ lọc nè, rồi san hô. Thì hồ nào nếu như mà cái san hô, cái pH của nước của bạn khá thấp á, thì các bạn có thể sử dụng thêm than san hô để cho tăng thêm pH. Rồi thêm một cái nữa là túi lọc. Mình lấy cái túi lọc rồi mình giặt cho nó dễ. Cái này thì có thể là hôm sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái túi lọc này, nó có tác dụng khá là tốt ha. Ở phía dưới thì mình có để một hai cái lá bàn ha, để cho nó ổn định cái nguồn nước và giúp con cá nó giữ màu cho cá ha. Rồi ok các bạn, bây giờ thì nãy giờ mình cũng chia sẻ cho các bạn một số cái cách để các bạn có thể set up một cái hồ cá. Các bạn nuôi cá hồng két với một số loại cá khác hoặc là nuôi chung với nhau thì tùy theo cái hồ của các bạn mà các bạn có thể set up ha. Nên nhớ là mỗi lần khi mà các bạn thay nước thì các bạn nên thêm muối hoặc là thay lá bàn, rồi xử lý vệ sinh cái túi lọc hoặc là cái bông lọc của các bạn để cho cái hồ của bạn luôn sạch sẽ và tạo cho nó có nguồn nước thật là sạch để vi sinh tốt thì cá nó khỏe ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và bạn nào mà có nhu cầu sở hữu những cái chú cá thì các bạn có thể liên hệ với mình. Số điện thoại mình sẽ để ở dưới phần mô tả ha. Ok, bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye bye.